Ong quán bar lớn nhất thành phố bao quát bởi sự xa hoa lộng lẫy, bởi sự giàu sang. Mọi người đang hòa vào trong không khí vui vẻ thưởng thức ca nhạc. Hoàng Quảng Thái nhớ lại lúc cãi nhau với bạn gái của mình là Mỹ Lệ. Anh thì vừa nốc rượu vừa không cam tâm, còn cô thì cố khuyên ngăn anh để cả hai có thể nhanh chóng hòa giải lại khúc mắc trong lòng. Cô khuyên anh phải phấn chấn lên để đừng lúc nào cũng nhụt chí mà chìm đắm trong rượu chè, còn anh thì lúc nào cũng mặc kệ mọi lời nói của cô và không muốn cô quản thúc mình nữa. Hóa ra họ cãi nhau là bởi anh không cam tâm làm một nhân viên quèn nhỏ bé trong cái xã hội này. Nếu như cô giúp đỡ anh thì giờ anh đã có thể trở thành ông chủ lớn, chỉ cần ngồi trong căn phòng có điều hòa mà chỉ tay năm ngón sai bảo người khác, chứ không cần phải chạy đôn chạy đáo làm mấy công việc lặt vặt nhỏ bé như tên tay sai. Mỹ Lệ đau lòng muốn anh nhớ lại lý tưởng của mình mà trước kia anh luôn tự hào muốn thực hiện. Cạnh dòng suối trong mắt lành, anh tỉnh dậy trên những vách đá to cạnh con suối. Anh cũng chả nhớ vì sao khi tỉnh lại thì mình đã xuất hiện tại nơi này. Thời tiết càng về trưa thì nhiệt độ xung quanh càng nắng nóng oi bức, nên anh chỉ mặc trên mình chiếc áo ba lỗ mỏng để bớt nóng, vừa đi vừa than vãn thời tiết. Đi đến cây cầu um tùm cỏ xanh bám vào thì anh gặp được một người qua đường vừa vác cây cuốc đi làm rẫy về. Anh tiện đường hỏi vị đại ca đó rằng tại sao cây cầu lại hoàn chỉnh như vậy, bởi trong trí nhớ của anh thì cây cầu đã bị sập rồi. Người qua đường tức giận vì tự dưng có người lại dám nói cây cầu trong thôn của họ bị sập, bởi cây cầu trong thôn họ đã có lịch sử mấy trăm năm về trước nên nó không thể nào bị làm sao được. Anh đau đầu đầy khúc mắc vì năm ngoái anh có từng về thôn thì lúc đấy cây cầu đã bị sập bởi một trận lũ rất lớn, nhưng ông bác cho rằng anh đi giữa trời nắng nóng quá nên bị say nắng, và cũng giải thích rằng bây giờ là năm 2000. Anh hoang mang tột độ chưa kịp loát thông tin vừa rồi liền hỏi về thời gian, liệu hôm nay có phải ngày 6 tháng 8 không. Thấy ông bác khẳng định hôm nay là ngày 13 tháng 8 thì trí óc anh càng rối loạn hơn, bởi tối hôm qua anh có buổi hẹn uống rượu với ông chủ rơi vào ngày 5 tháng 8 thì đáng lẽ sáng nay khi anh tỉnh dậy thì phải ngày 6 tháng 8 mới đúng. Ông bác tưởng anh bị khùng nên rời đi trước, còn anh vui mừng vì mình đã xuyên không về 17 năm trước. Lũ trẻ trong thôn vui vẻ khi chơi trò chơi, một bé trai vui vẻ chạy ra chào hỏi các chị và họ cũng vui vẻ chào lại cậu bởi sự lạc quan yêu đời của cậu. Cậu là đứa trẻ bé nhất thôn nhưng vẫn sống một mình bởi bố mẹ cậu ra ngoài làm việc xa. Cậu đến bên lũ con trai để cùng chơi bắn bi, lúc đầu chúng chần chừ nhưng khi thấy viên bi của cậu có màu sắc liền cho cậu chơi cùng. Trình độ bắn bi của cậu giỏi liền bị chúng dắt ra chỗ bọn con gái thử sức. Chúng muốn cậu đọ sức với Hoàng Đại Kiến và để lũ con gái làm chứng, nhưng với cậu thì trò chơi ô ăn quan là quá dễ nên cậu đã dễ dàng vượt qua thử thách và chiếm trọn cảm tình từ các bạn gái. Trên đường thì Hoàng Quảng Thái phiên bản lớn đã gặp Hoàng Quảng Thái phiên bản nhỏ. Anh vì muốn chắc chắn suy nghĩ của mình hơn liền nói ra tên của bố mẹ cậu. Khi thấy cậu trả lời đúng thì anh càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn, nên anh liền biện lý do rằng mình là bạn của bố mẹ cậu và được cử đến để chăm lo cho cậu. Thấy cậu không tin, anh liền nói ra tên ông bà cậu, và thấy anh biết được hết thông tin địa chỉ nhà mình thì cậu liền tin tưởng mà cùng anh đi về nhà. Nhìn vào ngôi nhà mái ngói cũ nát ngày xưa của mình mà anh mệt mỏi thất vọng, vừa vào nhà thì cả hai đã cùng đặt đít ngồi buồn bã y chang nhau. Anh kêu cậu vào nấu cơm chứ đừng nấu mì, bởi nửa đời của anh đã ăn mì khiến anh phát ngấy rồi, nhưng đến cuối cùng họ lại ngồi ăn mì cùng nhau. Cả hai cùng thưởng thức mì vừa trò chuyện với nhau đến tối, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường đơn sơ nhỏ bé. Cậu ngắm nhìn anh mãi bởi lâu lắm rồi không có ai đến trò chuyện với cậu nên giờ cậu rất hạnh phúc, vậy nên lúc này anh quyết định sẽ thay đổi vận mệnh của mình ngay từ khi còn bé. Sáng sớm hôm sau họ cùng thức dậy thực hiện động tác hàng ngày. Trước khi cậu được đi chơi, anh liền dặn cậu không được chơi với Mỹ Lệ, còn anh lục tìm lại cây đàn xưa kia của mình. Phía bên kia mấy đứa nhóc vui vẻ chơi nhảy dây thì Quảng Thái đi đến trò chuyện cùng. Cả lũ đều tìm vật liệu để làm thành một con diều có thể bay thật cao thật xa. Cậu vui trò nói chuyện và giao lưu với một bé gái xinh xắn, nhưng cả hai đi đến thì thấy đám con trai đang bắt nạn một bé gái đang khóc. Chúng thấy Quảng Thái đằng sau đi có một mình mà ở nhà cũng chỉ có mình cậu nên chúng liên thủ định đánh cho cậu một trận. Cậu liền giao ai trước mặt chúng và thấy Quảng Thái lớn đi đến thì liền mách chúng bắt nạt người khác. Chúng thấy có người lớn đứng đó thì liền sợ hãi mà rút lui. Anh được gặp Mỹ Lệ phiên bản nhỏ thì liền chào hỏi và muốn mọi người sau này thường đến chơi với cậu hơn. Thấy trong nhà bỗng dưng xuất hiện cây đàn khiến cậu nghi hoặc nên anh cũng trả lời tự nhiên rằng bố đã để lại ở nhà. Anh cầm cây đàn gảy bản nhạc thân thương với lời hát quen thuộc đầy vui vẻ. Thấy được sự bản lĩnh tài năng của anh mà cậu hâm mộ muốn anh dạy mình cách hát cách gảy đàn nên anh vui vẻ chấp thuận muốn cậu học được rồi thì sẽ thể hiện tài năng phi thường ấy cho ba ba nghe để cả hai cùng hợp tác. Nhưng cậu lại không muốn thế bởi người mà cậu muốn hát muốn đánh đàn cho nghe là Mỹ Lệ mà cậu thầm thương. Khi cậu hỏi nguyên do cấm cậu chơi với Mỹ Lệ thì anh không giải thích mà chỉ bắt cậu học tập theo chỉ dẫn của mình. Hôm sau cả hai đi đến chỗ con gái đang cùng nhau làm diều. Mỹ Lệ muốn cậu giúp mình một tay thì anh liền ngăn cản bởi bàn tay của cậu là để đánh đàn. Sau đó anh quay ra hỏi ba ba về trình độ hát của cô và rồi muốn cô cùng hợp tác với Quảng Thái. Thấy hành động ngăn cách mình với Quảng Thái của anh khiến Mỹ Lệ buồn bã bỏ đi. Cô buồn bã lủi thủi một chỗ gấp lá thả suối, còn anh thì phàn nàn về trình độ luyện đàn của cậu. Rõ hôm qua đã dạy cậu luyện đàn chuẩn chỉ như thế mà hôm nay khi kết hợp với giọng hát của ba ba lại đót tệ như vậy. Tất cả đều vui vẻ chung tay tô màu cho con diều để nó càng có thêm sức sống mà bay lượn thật cao hơn. Sau đó họ lại dính các rảnh diều lại với nhau để nó hoàn chỉnh lại hình dáng. Mỹ Lệ thắc mắc hỏi sao hôm nay vẫn không thấy Quảng Thái đến, nhưng mọi người đều không biết nguyên do nên cô hỏi đến địa chỉ nhà cậu để đến rủ cậu đi chơi. Khi biết nhà cậu ở cuối thôn qua cây cầu lớn thì cô vui vẻ đi một đoạn đường khá xa đến nhà cậu. Lũ con trai lúc này đang trần truồng chỉ mặc trên mình đúng một chiếc quần nhỏ đang nhảy xuống dưới con sông nhỏ để bắt cá. Miệng kêu bắt cá nhưng hai tay chúng hoạt động vung văng liên tục tạt nước vào mặt nhau nô đùa.
Mãi một lúc sau mới có đứa bắt được con cá thì cả lũ ào đến để tranh giành thì cậu bé trượt tay để cá bơi đi mất. Mỹ Lệ chạy nhảy đến nhà Quảng Thái thì thấy cậu đang chăm chỉ luyện tập đánh đàn. Anh từ trong nhà bước ra bất mãn khi thấy cô đến nhà liền thái độ ghét bỏ. Cậu vui vẻ định ra ngoài đi cùng khi thấy cô rủ mình cùng đi thả diều, nhưng anh cáu giận bắt cậu ở nguyên vị trí tập luyện đánh đàn. Cô buồn bã lủi thủi rời đi thì vui vẻ thấy anh gọi cô lại nhưng rồi nhận lại là sự thất vọng hụt hẫng khi anh muốn cô sau này đừng đến tìm Quảng Thái nữa. Sự ích kỷ của anh đã khiến cả hai dường như có một bức tường lớn chắn ở giữa khiến chúng không thể vượt qua mà vui vẻ làm bạn. Bọn con trai vui vẻ bên bờ suối nướng những con cá sau mấy tiếng vất vả mãi mới bắt được. Trong căn nhà nhỏ mấy bé gái đang dỗ Giao Giao để cô bé nín khóc. Mỹ Lệ vừa vào nhà đã thấy Giao Giao khóc rồi nghe mọi người phàn nàn lũ con trai lại đến cướp giấy gấp diều của họ. Bởi lúc Mỹ Lệ không có ở đây thì chúng hiên ngang đến cướp giấy của họ để đi nướng cá ăn. Mỹ Lệ thấy Giao Giao mãi không nín khóc thì tức giận kéo cả đám đi tìm bọn con trai để báo thù. Đến nơi thì thấy bọn chúng đã nướng cá xong còn giấy cũng đã cháy hết. Khi hỏi tội chúng thì chúng vẫn tự kiêu tự đại cho rằng mình làm như thế là không có lỗi, còn lên tiếng thách thức xem họ làm được gì mình. Sau khi trốn chạy ra ngoài và thấy Mỹ Lệ bị bắt nạt thì Quảng Thái tức giận đi đến chất vấn lên to xác nhất nhóm. Tên kia cũng không nhẫn nhịn mà xô ngã cậu rồi súng sụng cùng đám con trai hùa vào đánh cậu còn mấy đứa gái lao vào ngăn cản nhưng cũng không thể đẩy được chúng ra chỗ khác. Thỏa mãn tức giận trong mình xong thì chúng phủi tay rời đi để lại mấy bé gái ngồi xuống an ủi Hoàng Thái. Được lúc thì chỉ còn mỗi Mỹ Lệ bên cạnh an ủi đưa cậu về nhà. Cô lên tiếng cảm ơn sự dũng cảm của cậu còn cậu cũng hào sảng không để trong lòng bởi cậu đang bảo vệ cho bạn của mình. Cả hai hứa hẹn sẽ cùng nhau hoàn thành nốt con diều còn đang giang dở rồi trở về nhà. Cậu sáng sớm chạy trốn ra ngoài tìm Mỹ Lệ thì không may bị anh phát hiện và bắt ở nhà luyện tập đàn tiếp để có màn thể hiện xuất sắc trước mặt ba ba. Anh bắt cậu cầm cây đàn đi đến chỗ ba ba để cùng luyện tập nhưng xui cho cậu là trên đường đi thì cậu bị bọn con trai chặn đường trong con ngõ nhỏ. Chúng hỏi về cây đàn cậu đang ôm trong lòng, do chúng người đông mà sức cậu có một mình nên không thể địch lại chúng và bị chúng cướp cây đàn đi ngay trước mắt. Cậu buồn tủi trở về nhà ngồi trên giường và bị anh đoán hết mọi chuyện. Cậu tức giận vì anh biết hết mọi thứ rồi mà còn bắt cậu đánh đàn, đã vậy còn cấm cậu chơi với Mỹ Lệ nữa chứ. Cả hai cãi lộn rồi gạch mặt nhau. Hôm sau anh thức dậy buồn bực đi dạo thì phát hiện đám con trai đang gieo hò cùng với chiếc đàn mà chúng đã cướp được. Thấy anh đi đến nên chúng liền giấu cây đàn ra sau lưng nhưng vẫn không qua mắt được anh. Anh ra điều kiện có thể cho chúng mượn nhưng phải làm cho anh một việc. Sau khi thỏa thuận xong thì anh mang cây đàn đi và hứa hẹn sẽ cho chúng mượn sau khi hoàn thành xong việc mà anh đã kêu. Chúng đi đến chỗ Quảng Thái đang lủi thủi buồn bã một mình rồi chúng chủ động xin lỗi cậu trước và muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Muốn cậu sau này cùng đi chơi với chúng nên cậu vui vẻ chấp nhận lời mời gia nhập nhóm và cởi luôn áo để có thể hòa mình chơi với những người bạn mới của mình. Tuổi trẻ thời thơ ấu là một cái gì đó rất đáng giá mà không phải thứ gì cũng có thể so sánh được. Lũ trẻ nô đùa vô tư trên chính mảnh đất quê hương đầy dấu yêu với những trò chơi dân gian thú vị vui nhộn. Các bé gái hào hứng súng lại với nhau bàn cách làm con diều thật to bay thật cao, còn mấy cu cậu thì ngồi bệt trên đất nghịch cát. Quảng Thái đi đến rủ mọi người đến thảo địa chơi trốn tìm. Chúng trốn dưới bụi cây bên kia dòng sông cười đùa trước sự tinh nghịch ngây thơ chạy liên tục của cô bé với ước muốn con diều có thể bay lên cao. Quảng Thái bất bình lên tiếng muốn họ đừng cười đùa trước sự nỗ lực của đám con gái. Sau khi xem chán xong thì chúng chạy đi chơi đến chỗ bên cạnh nhà của đám con gái. Đang chơi lò cò thì thấy inh ỏi tiếng reo hò thì chạy ra đã thấy chúng đang cầm que quật liên tục vào cây ăn quả của nhà cô. Một bé gái lên tiếng bất bình bởi đó là cây ăn quả nhà Mỹ Lệ đã vất vả trồng được và cô rất tức giận khi đám con trai lại đến cướp đi thành quả lao động của họ. Đám con trai thì cho rằng cây ăn quả thì đương nhiên là để ăn nên không cần gì phải lo lắng hay quan tâm đó là nhà ai trồng. Mỹ Lệ tức giận đá tên đầu đàn khiến chúng bỏ đi, đám con gái cùng chả còn chuyện gì nữa nên vào nhà để lại Mỹ Lệ và Quảng Thái trầm lặng nhìn nhau mà không biết nói gì rồi bỏ đi. Cả bọn lại rủ nhau rình trộm xem chủ nhà đã vào nhà chưa rồi trèo lên cây vặt trộm quả để ăn. Quảng Thái hào hứng tìm những trái quả to nhất rồi đùm vào trong chiếc áo của mình rồi mang đến cho Mỹ Lệ. Cô ra chất vất và biết được những trái đó là do cậu cùng bọn họ vặt trộm nhà người khác liền không muốn ăn nữa. Cô tức giận đuổi cậu trở về để đi chơi. Với đám bạn của cậu còn cậu thì lủi thủi buồn bã đi về bởi cậu cũng không muốn ăn trộm đồ người khác nhưng chỉ có như thế thì cậu mới có thêm cho mình những người bạn để trò chuyện vui đùa. Dù rất hùng hồn đuổi cậu về nhưng Mỹ Lệ lại ngồi xổm một góc buồn bã khóc lóc khi thấy người bạn của mình đã thay đổi. Buổi tối cậu tìm đến nhà Mỹ Lệ để có thể cùng cô trò chuyện. Cậu hỏi cô về Quảng Thái lớn đang ở nhà. Dù không biết anh là ai nhưng cô không biết vì lý do gì mà mỗi lần gặp mặt là anh lại ghét bỏ muốn cô tránh đi thật xa và không muốn cả hai bọn họ làm bạn. Cậu tâm sự cho cô về những việc mà anh biết dù cậu không kể và cũng đoán được anh biết được chuyện tương lai. Mỹ Lệ cho rằng anh có thể là một nhà tiên tri, cậu kể lại cho cô về cuộc gặp gỡ tình cờ của cả hai. Mỹ Lệ dù không biết mối quan hệ của họ là gì nhưng cũng khuyên cậu phải cẩn thận hơn chút đừng để người xấu bắt đi lúc nào không hay. Sau khi hóa giải mọi hiểu lầm thì cả hai cùng nhau ngắm bầu trời sao đêm. Sáng hôm sau Giao Giao chạy nhảy đến nhà Quảng Thái để rủ cậu cùng đi thả con diều mà họ vừa mới hoàn thiện. Anh ở trong nhà thấy được cậu đã có thể kết giao được nhiều bạn thì trầm lặng đi vào. Lũ trẻ cùng nhau hòa mình chạy nhảy trên con đường lớn để thả diều. Anh đi đến chơi đùa cùng nhưng lại làm con diều bị đứt dây khiến Mỹ Lệ buồn tủi nhặt lại con diều mà rời đi. Anh lặng lặng đi theo đằng sau đến trò chuyện với cô bé trên cây cầu dù trong hình hài người lớn nhưng anh vẫn bày tỏ sự chân thành xin lỗi cô bé. Lời xin lỗi của anh không chỉ nói về con diều mà nó còn ẩn chứa rất nhiều chuyện mà trước kia anh đã vô tình làm tổn thương cô.
Anh tâm sự rằng mình chính là Hoàng Quảng Thái sau khi trưởng thành, anh cũng không biết vì sao mình lại xuyên không về 17 năm trước. Hóa ra ý định làm diều của cô là muốn nó có thể bay lên cao và muốn bố mẹ của Quảng Thái có thể nhìn thấy, vì con diều đại diện cho nỗi nhớ mà cậu dành cho bố mẹ. Mọi người vui vẻ chơi đùa dưới giàn mướp và muốn rủ Mỹ Lệ chơi cùng, nhưng cô lại buồn bã từ chối. Quảng Thái đi đến biết cô vẫn buồn vì con diều bị hỏng nên đã rủ mọi người cùng làm một con diều khác tặng Mỹ Lệ. Trong khi đang băn khoăn cách để làm diều thì Hoàng Quảng Thái đi đến cùng một con diều mới cùng với tên của Mỹ Lệ trên nó. Anh để lại con diều ở đó và rời đi một mình. Mỹ Lệ cảm nhận được tấm lòng của anh thì trong lòng đã chút bỏ đi được nỗi niềm. Trở lại hiện thực thì chỉ còn anh lủi thủi lại trong bãi chiến trường rượu bia. Anh nhận ra được lỗi lầm của mình liền cầm điện thoại gọi điện xin lỗi cô. Xin lỗi vì hồi bé cắt diều của cô, xin lỗi vì lớn lên đã không làm việc đàng hoàng. Anh muốn chứng minh cho cô thấy được sự thay đổi trong mình nên đã quyết tâm tìm một công việc mới để thay đổi chính mình.